Xin chào anh chị nhà đầu tư. Trong năm 2020 đến năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ của các nhà đầu tư với hàng triệu nhà đầu tư mới. Và cái kênh thị trường chứng khoán ngày càng được quan tâm và đón nhận nhiều hơn. Và cái câu hỏi thường các nhà đầu tư đặt ra cho chúng tôi nhiều nhất trong những năm qua đó là làm thế nào để trở thành một nhà đầu tư giỏi, hay nói cách khác là một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Bởi vì họ cũng không biết bắt đầu từ đâu và đi những bước đi như thế nào. Thì hôm nay AZFIN sẽ chia sẻ đến anh chị với cái lộ trình cho nhà đầu tư F0 để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nếu anh chị tham gia thị trường chứng khoán với cái mục đích là chơi cho vui thì không nói làm gì. Nhưng tham gia với một mục đích, đây là một cái kênh đầu tư lâu dài, sinh lời bền vững và làm giàu cho các anh chị, giống như các cái kênh khác như bất động sản chẳng hạn, thì bắt buộc chúng ta cần phải có một cái lộ trình chuyên nghiệp, bài bản và có tính ứng dụng cao. Thì đầu tiên, nhà đầu tư cần phải đặt ra một cái câu hỏi, đó là why, tức là tại sao lại tham gia cái kênh đầu tư chứng khoán, tại sao? Thì có những cái lý do như sau. Thứ nhất, đó là kênh chứng khoán có những cái lợi thế riêng so với những cái kênh đầu tư khác, như cái biểu đồ thống kê về lợi suất của thị trường chứng khoán so với các kênh khác ở Mỹ trong 200 năm qua thì cho thấy nó vượt trội hoàn toàn so với tất cả các cái kênh khác. Còn một cái biểu đồ thống kê về cái lợi suất của kênh đầu tư chứng khoán ở Úc so với các kênh đầu tư khác thì đâu đó lợi suất của kênh đầu tư chứng khoán nó tương đương so với kênh đầu tư bất động sản, và nó cũng bỏ xa các cái kênh đầu tư khác như vàng, như gửi tiết kiệm, vân vân. Còn ở Việt Nam thì sao? Lịch sử thị trường chứng khoán của chúng ta mới có 22 năm, tức là từ năm 2000 đến nay. Thì trải qua 22 năm thì VN Index đã tăng từ 100 điểm lên hiện nay là khoảng 1.500 điểm. Bên cạnh đó, nếu cộng thêm cổ tức thì VN Index đâu đó khoảng độ 2.100 điểm. Thì từ đó có thể thấy rằng cái lợi suất từ kênh đầu tư chứng khoán trong 22 năm qua thì nó cũng sinh lời đến khoảng 21 lần, tức là không hề thấp một chút nào. Và nó chỉ thua kém duy nhất đó là kênh đầu tư bất động sản đất nền mà thôi. Và với cái điều kiện kinh tế của Việt Nam đang vào cái giai đoạn bùng nổ, là một điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài, thì chúng tôi cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ còn cái sự phát triển bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn 2022 đến 2030. Thứ hai, thì kênh đầu tư chứng khoán là một trong những kênh phát huy tác dụng tốt nhất của cái việc lãi kép, của cái kỳ quan lãi kép. Vì sao lại vậy? Vì rõ ràng đầu tư chứng khoán có hai nguồn sinh lời. Một là từ tăng giá, thứ hai là từ cổ tức. Thì cái cổ tức quý vị có thể tái đầu tư và nó mang lại lãi suất kép. Rồi là khi đầu tư vào các doanh nghiệp tăng trưởng chẳng hạn, cho dù cổ tức không nhiều thì các doanh nghiệp này lại giữ lại tiền để tái đầu tư và mở rộng liên tục. Thì từ đó cũng mang lại cái lợi suất kép cho nhà đầu tư rất tốt, không giống như các cái kênh đầu tư khác. Thứ ba nữa là tiềm năng thị trường chứng khoán trong 10 năm tới như tôi có vừa trao đổi, đó là rất hấp dẫn, đến từ cái nền kinh tế của chúng ta đang bước vào một cái giai đoạn tăng trưởng rất mạnh mẽ. Đầu tiên là các cái doanh nghiệp tư nhân đã vươn lên trở thành đầu tàu của nền kinh tế. Tiếp đến đó là các cái doanh nghiệp FDI hàng đầu thế giới, họ đã đầu tư vào Việt Nam, tạo công ăn việc làm, tăng cái xuất khẩu, vân vân. Từ đó làm cho kinh tế của chúng ta phát triển một cách rất mạnh mẽ và bền vững. Thì sau khi trả lời được câu hỏi why, tức là tại sao chúng ta đầu tư vào thị trường chứng khoán, tại sao lại là kênh chứng khoán, thì chúng ta đến cái câu hỏi thứ hai, đó là câu hỏi what. What là gì? Thì thứ nhất, để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta cần phải hiểu được rằng thị trường chứng khoán chính là một cái kênh huy động vốn cho các cái doanh nghiệp. Ở trên đó
các nhà đầu tư sẽ là những người cung cấp vốn. Bên cạnh đó thì có một cái thị trường gọi là thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp, đó là mua đi bán lại giữa các nhà đầu tư, tạo sự thanh khoản, tạo sự hấp dẫn hơn cho thị trường chứng khoán để các doanh nghiệp có thể huy động vốn nhiều hơn nữa, đúng không? Rồi nhà đầu tư có thể tham gia mạnh mẽ hơn nữa. Thứ hai thì cái cổ phiếu chính là một phần của doanh nghiệp. Chúng ta hãy hiểu rằng việc đầu tư cổ phiếu nó không phải là chơi đề, nó không phải là cái trò chơi hên xui, mà vấn đề đầu tư cổ phiếu chính là mua một phần của doanh nghiệp. Thì khi chúng ta hiểu được cái điều đó thì chúng ta sẽ có một sự nghiêm túc nhất định trong việc lựa chọn các doanh nghiệp và đồng hành cùng doanh nghiệp được lâu dài, để từ đó hưởng lợi rất lớn từ thị trường chứng khoán. Tôi có thể lấy ví dụ rất nhiều các doanh nghiệp thành danh ở trên thị trường. Ví dụ như FPT chẳng hạn. Thì đây là công ty đã làm giàu cho hàng trăm ngàn người. Và từ FPT, chúng ta cũng có thể thấy họ là cái công ty tạo ra nhiều triệu phú nhất ở Việt Nam. Chúng tôi cho rằng cũng phải đến cả nghìn. Rồi những cái tập đoàn như Hòa Phát chẳng hạn. Tăng đâu đó khoảng độ hơn 1.000 lần trong vòng 15 năm qua. Hay là Vingroup, hay Masan, hay Vinamilk, hay Thế Giới Di Động, hay rất nhiều các doanh nghiệp tập đoàn khác. Nếu là cổ đông của họ, nếu sở hữu một số lượng cổ phiếu của họ, tức là sở hữu một phần doanh nghiệp đó, và cứ thế là sẽ đạt được những cái thành quả rất lớn trong dài hạn. Tính chung cả thị trường, như lúc nãy tôi có ví dụ, đó là lợi suất của VN Index là tăng những khoảng độ 21 lần trong 22 năm qua thì không hề thấp một chút nào. Và thứ ba, đầu tư cổ phiếu, lợi nhuận sẽ đến từ hai phần chính. Phần thứ nhất là chênh lệch giá, tức là doanh nghiệp có làm ăn tăng trưởng và phát triển tốt thì giá cổ phiếu tăng lên là thứ nhất. Phần thứ hai đó là phần cổ tức mà nhà đầu tư nhận được. Thì ở đây chúng tôi muốn nói đến đó chính là cổ tức bằng tiền. Thì đấy chính là phần thưởng của một nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường chứng khoán. Và thứ tư, khi tham gia vào thị trường chứng khoán thì chúng ta cần phải tìm hiểu rất kỹ, rất bài bản. Đó là các khái niệm, các thuật ngữ cơ bản của cái thị trường này. Để từ đó chúng ta biết được gọi là cái luật chơi ở trên thị trường này. Đúng không ạ? Từ đó tận dụng được các cái cơ hội ở trên thị trường. Thì với tôi, những cái quan trọng nhất khi tìm hiểu thị trường chứng khoán đó chính là những cái khái niệm nền tảng cơ bản gốc nhất của vấn đề. Từ cái điều đó có thể mang lại rất nhiều các cái cơ hội lớn trong đầu tư. Tôi lấy ví dụ, hiểu được cái cơ chế chốt cổ tức chẳng hạn, chốt quyền thưởng cổ phiếu vân vân, chúng ta có thể tận dụng cái điều đó để đầu tư cổ phiếu ngắn hạn cũng như dài hạn rất tốt. Và cuối cùng, để mà hoàn thành trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp thì cái cách làm như thế nào, đó là trả lời câu hỏi, đúng không ạ? Thì thứ nhất, đối với thị trường chứng khoán thì thông thường phổ biến hai phương pháp, đó là đầu tư theo phân tích kỹ thuật, technical analysis, TA, và đầu tư theo gọi là FA, tức là phân tích cơ bản. Đó là hai cái trường phái rất phổ biến. Thì chúng ta cần phải hiểu rõ hai cái trường phái này, thì từ đó biết rằng cái trường phái nào phù hợp với chúng ta. Và tôi xin trao đổi như thế này. Trường phái phân tích kỹ thuật, nó dành cho những người bám bảng điện tử, dành như cho những người có thời gian quan sát cổ phiếu hàng ngày, hàng giờ, thậm chí hàng giây. Thì nó phù hợp đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, đối với những trader, đối với những người làm nghề chứng khoán. Còn đối với những nhà đầu tư mà họ coi đó là một cái kênh đầu tư lâu dài, một cái kênh gọi là tương tự như là tiết kiệm, hay tương tự như bỏ vào miếng đất chẳng hạn, thì rõ ràng cái phương pháp FA nó phù hợp hơn cả. Rồi là các nhà đầu tư lớn, các quỹ đầu tư, thì gần như 99% họ là theo phương pháp FA, và họ có một cái sự tăng trưởng khá là bền vững. Thì đấy là hai cái phương pháp. Thứ hai là chúng ta cần phải hiểu rõ các cái nguyên tắc, các cái luật pháp quy định về giao dịch như thế này. Ví dụ thị trường mở cửa vào giai đoạn như thế nào, có những phiên giao dịch gì, có những loại lệnh giao dịch gì,
đúng không? Vân vân và vân vân. Thì chúng ta phải hiểu hết những cái nguyên tắc đấy. Rồi là lô giao dịch là bao nhiêu cổ, biên độ giao dịch ở các sàn như nào, vân vân. Đó, thì chúng ta phải hiểu được các cái quy tắc giao dịch đó. Và thứ ba là chúng ta hiểu thêm về cái đòn bẩy, hay người ta hay gọi là margin. Thì cái điều này vì sao chúng tôi đã lại đưa vào riêng một phần, đó là thưa quý vị, đa phần các nhà đầu tư bị thua lỗ, bị cháy tài khoản, đó là vì cái margin. Họ không hiểu rõ margin là gì và họ chỉ nhìn một chiều, đó là có một vay một, có một vay hai. Ví dụ có một vay hai chẳng hạn, nếu cổ phiếu tăng 10% thì họ nghĩ rằng nếu vay hai thì họ có thể lãi lên đến 30%. Tuy nhiên đa phần họ lại không nhìn điều ngược lại. Nếu có một vay hai, họ chỉ cần lỗ 10%, tức là bay mất 30%, hơn 30%, bởi vì tính cả phí, cả thuế, cả rất nhiều thứ nữa. Có những người thậm chí mới tham gia thị trường chưa hiểu gì, đã nghe theo người lời khuyên này, người lời khuyên kia và đã bị cái lòng tham nó che mở mắt. Thậm chí dùng margin 1.4, thậm chí margin 1.9, tức là giá cổ phiếu nếu dùng margin 1.9 chỉ cần giảm đâu đó 9% là nhà đầu tư ấy đã về không tròn trịnh. Thậm chí tôi đã chứng kiến rất nhiều nhà đầu tư đã phải trả giá rất lớn. Đó là họ không những mất toàn bộ số tiền của mình mà họ còn mắc nợ các cái nơi cho vay tiền, vân vân. Đó là cái margin trên thị trường. Còn nhiều người sử dụng margin bên ngoài, đó chính là vay người nhà, vay người thân, vay bạn bè, vân vân, để bỏ tất vào chứng khoán. Sau khi họ được một cái deal may mắn nào đó kiếm được một chút tiền và phải kéo cày trả nợ hàng chục năm, thậm chí có những người còn phải mất mạng nữa. Do đó cái margin là một cái rất cần phải tìm hiểu. Thứ tư, khi tham gia vào đầu tư trong cái phần hau này thì quý vị phải biết cách phân bổ danh mục, làm sao cho nó phù hợp với bản thân cũng như là quản trị rủi ro được trong đầu tư. Tôi biết một số nhà đầu tư luôn luôn có cái kiểu gọi là all in, tức là dồn tất cả vào một cổ phiếu. Nhỡ cổ phiếu đó có rủi ro gì thì sao? Thì rõ ràng rằng nhà đầu tư sẽ mất ăn, mất ngủ và rất nguy hiểm. Rồi có những nhà đầu tư này cứ mua, cổ nào cũng mua, danh mục mười mấy cổ. Thế thành ra họ không kiểm soát được cái danh mục của mình và hiệu quả vô cùng kém. Chính vì thế, với cái cách phân bổ danh mục của những nhà đầu tư cá nhân thì AZFIN cho rằng chỉ nên từ 3 đến 5 mã. Và 3 đến 5 mã đó cũng lại là 3 đến 5 ngành khác nhau. Từ đó chúng ta vừa có thể kiểm soát được các cổ phiếu đó không quá nhiều, rồi là lại giảm thiểu được cái rủi ro thay vì tập trung vào một cổ phiếu. Thì đấy là cách phân bổ cũng cần phải học hỏi, chú ý. Rồi tiếp theo có một cái phần đầu tư tích sản. Đầu tư tích sản tức là nó cũng gần như là một cái hình thức tiết kiệm hàng tháng, hàng quý. Thay vì gửi tiết kiệm thì người ta có thể mua cổ phiếu tốt để tích lũy vào đó, và một thời gian dài sau sẽ mang lại những cái giá trị vô cùng to lớn. Thì cái phương pháp tích sản này đã được chứng minh rất là rõ ràng đối với các nhà đầu tư trên thế giới. Và ở Việt Nam, AZFIN Việt Nam cũng là nơi đầu tiên đưa ra cái phương pháp đầu tư tích sản cổ phiếu cho nhà đầu tư ở Việt Nam, ở trên cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính trong mấy năm qua, và nó đã chứng minh được cái hiệu quả của mình. Chính vì thế đến nay chúng ta có thể thấy rất nhiều các công ty chứng khoán học theo cũng mở các cái cộng đồng tích sản. Tuy vậy cái hồn của họ là phục vụ cái việc giao dịch chết đinh để kiếm phí cho công ty mình, nó cũng không được cái ý nghĩa tốt lắm. Thì quý vị hãy đến với cái chuyên mục tích sản cổ phiếu tự do tài chính của AZFIN thì nó sẽ chuẩn chỉ nhé, nó sẽ hiệu quả nhé. Và thứ sáu, đó là trong đầu tư, muốn hiệu quả, muốn tích lũy được nhiều kinh nghiệm thì không những học hỏi từ thành công, mà cái rất quan trọng đó là phải học hỏi từ các cái sai lầm trong đầu tư để chúng ta có thể rút ngắn được cái sự trả giá, hoặc là để tránh việc trả giá
phải bay mất vài chục phần trăm tài khoản, bay mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng. Thì đó chính là cách học từ các cái sai lầm đầu tư. Và thứ bảy, đó là sau khi học được từ những sai lầm thì chúng ta muốn thành công thì không thể học sai lầm mãi, mà chúng ta phải học từ những cái tấm gương hiệu quả, những tấm gương thành đạt trên thị trường. Thì theo quan điểm của AZFIN Việt Nam, việc học hỏi thì hãy học hỏi từ những người giỏi nhất. Ví dụ như ngài Warren Buffett chẳng hạn, hay là ngài Peter Lynch, vân vân. Thì từ những cái tấm gương đó thì chúng ta mới rút ra được kinh nghiệm. Vậy muốn thành công thì cần phải như thế nào? Đó. Và thứ 8, trong đầu tư chứng khoán cũng không thể thiếu được, đặc biệt là phân tích cơ bản, đó là phải biết cách đọc và phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nhiều người hiểu lầm rằng phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó là nhìn các con số trong quá khứ. Thì làm sao đánh giá được doanh nghiệp? Thì xin thưa, đó là những cái người chưa biết gì về phân tích báo cáo tài chính. Và thực tế, thưa với quý vị, là chưa đến 1% nhà đầu tư có thể biết phân tích báo cáo tài chính một cách đúng đắn. Đó là vai trò của một nhà đầu tư. Nhiều người thì nghĩ rằng mình là kế toán, mình rất hiểu báo cáo tài chính. Nhưng xin thưa, đó là cái góc nhìn của bạn kế toán mà thôi. Nhiều người cho rằng mình là giáo sư đại học, mình chuyên dạy đầu tư chứng khoán. Họ cứ áp dụng sách vở vào. Thì xin thưa, đó là cái cách ở trong sách mà thôi. Chứ không phải là các giáo sư đại học dạy đầu tư chứng khoán là chiến thắng đâu, mà đa phần họ đều thua. Nhiều người cho rằng mình là kiểm toán của Big Four, mình rất giỏi, mình đọc được hết. Nhưng xin thưa, nếu vậy thì kiểm toán sẽ là những người giàu nhất chắc? Thì không hề phải như vậy. Bởi vì góc nhìn của kiểm toán thì nó cũng lại khác. Vậy đọc và phân tích báo cáo tài chính như thế nào mới đúng? Đúng không ạ? Thì ở trong cái chương trình rất nổi tiếng của AZFIN, đó là đọc vị cổ phiếu, thì có tới 80% thời lượng cho phương pháp. Đó là chúng ta cần phải biết được từ báo cáo tài chính đó, doanh nghiệp ý có lợi thế cạnh tranh không? Doanh nghiệp ý có tăng trưởng và phát triển bền vững trong tương lai hay không? Đó. Chất lượng tài sản nó có mang lại cái tiềm năng sinh lời tốt không? Nguồn vốn có an toàn để doanh nghiệp phát triển không? Đúng không? Vân 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 vân. Và cuối cùng đưa ra một kết luận rằng cái tiềm năng tăng trưởng và phát triển trong 2 năm tới, 3 năm tới, 4 năm tới của doanh nghiệp đến đâu? Nó chắc như thế nào? Từ đó chúng ta mới thấy được rằng vậy so với giá hiện tại nó rẻ hay nó đắt, thì từ đó mới quyết định đầu tư. Và cuối cùng, và cái cuối cùng, cái phần không thể thiếu, đó là định giá doanh nghiệp. Định giá doanh nghiệp thì để phân tích và định giá doanh nghiệp chuyên sâu thì AZFIN cũng có một cái chương trình rất nổi tiếng, đó là phân tích và định giá cao cấp. Tuy vậy thì gần đây thì AZFIN cũng đã hạn chế và thậm chí sẽ không mở nữa, gồm những cái yếu tố như sau. Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu được cái chu kỳ kinh tế và thị trường chứng khoán, tức là hiểu được rằng cái thị trường chứng khoán nó sẽ vận hành như thế nào. Khi hiểu được thị trường chứng khoán nó vận hành như thế nào, như kiểu chúng ta đã nhìn được một bức tranh lớn, chúng ta đã nhìn được một cái bản đồ toàn cục của rồi. Đó. Thì sau khi nhìn được cái bản đồ toàn cục ấy, thì chúng ta mới đến được đánh giá là đánh giá các ngành như thế nào. Các ngành như thế nào. Đúng không? Ngành nào sẽ phát triển vào những giai đoạn nào. Trong tương lai Việt Nam sẽ có những ngành nào tốt phát triển, để từ đó các cái doanh nghiệp ở trong đấy sẽ được hưởng lợi ra sao. Đúng không ạ? Rồi chúng ta cần phải phân tích các cái chỉ số vĩ mô. Bởi vì các cái chỉ số vĩ mô, các yếu tố vĩ mô, nó là những yếu tố quyết định đến nền kinh tế tăng trưởng và phát triển như nào. Và nền kinh tế tăng trưởng và phát triển như nào thì quyết định doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển như thế nào. Đúng không ạ? Rồi là tiếp theo chúng ta có cái dự báo về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Xem nó có tăng trưởng không hay nó giảm. Đúng không ạ? Và nó tăng trưởng thì tăng trưởng khoảng bao nhiêu? Nó giảm như thế nào? Thì mới biết được doanh nghiệp ý ra sao. Rồi sau khi có tất cả các cái dữ liệu đó, thì chúng ta mới đưa vào áp dụng các cái phương pháp định giá cổ phiếu
nào nó phù hợp với ngành này, rồi đặc biệt với doanh nghiệp này thì phương pháp nào phù hợp. Ví dụ với những cái doanh nghiệp mà đã không còn tăng trưởng nhưng trả cổ tức rất đều đặn, như là những cái doanh nghiệp nhiệt điện chẳng hạn, thủy điện chẳng hạn, thì rõ ràng một cái phương pháp gọi là phương pháp chiết khấu cổ tức là phù hợp nhất. Còn cũng đối với đối tượng những doanh nghiệp đó, nếu chúng ta là một nhà đầu tư lớn, chúng ta mua được cả doanh nghiệp, thì lại áp dụng phương pháp EV trên EBITDA đối với doanh nghiệp đó chẳng hạn. Đúng không ạ? Rồi đối với doanh nghiệp bán lẻ thì định giá theo phương pháp nào? Nếu nó mới là sơ khởi, nó chưa có lợi nhuận chẳng hạn, thì định giá theo doanh số, theo thị trường. Đúng không ạ? Rồi đối với những cái ngân hàng thì định giá theo phương pháp nào? Đối với công ty chứng khoán định giá theo phương pháp nào? Đối với bất động sản thì định giá theo phương pháp nào? Đối với bảo hiểm thì định giá ra sao? Rồi đối với doanh nghiệp sản xuất thì định giá thế nào? Sau khi chúng ta giải tỏa quyết được tất cả những cái bài toán trên, thì lúc đó chúng ta sẽ tự nhiên trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Và cái việc chiến thắng trên thị trường, hay cụ thể hơn là cái việc có thể kiếm được tiền trên đó, kiếm được 100.000 đô, triệu đô, hoặc thậm chí nhiều hơn rất nhiều, thì nó chỉ là cái vấn đề thời gian thôi. Đúng không ạ? Và cái kênh thị trường chứng khoán này, thực tế nó đã tạo ra rất nhiều các triệu phú, các tỷ phú trong Việt Nam, và đặc biệt ở trên thế giới, tạo ra rất nhiều. Đó, thì đây là một cái kênh đầu tư, nếu chúng ta khai thác tốt, thì nó cũng là một cái kênh tăng trưởng và phát triển như bất động sản trong 20 năm qua. Thì trên đây là những cái trao đổi của chúng tôi về cái lộ trình dành cho nhà đầu tư F0, để từ một nhà đầu tư F0 trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp. Thì ở trên AZFIN Academy thì chúng tôi cũng có một cái chương trình là khoảng hơn 60 cái clip về các cái nội dung dành cho nhà đầu tư F0 rất đáng được quan tâm. Thì quý vị có thể tham khảo cái chương trình đó. Thì AZFIN Việt Nam làm việc cái chương trình đó thì đâu đó cũng mất rất nhiều công sức, mất vài tháng và rất nhiều chuyên gia làm, thì ra được một chương trình rất hay, rất thú vị như thế, nhằm mục đích hỗ trợ các nhà đầu tư có thể có được những kiến thức rất tốt. Còn nếu không thì quý vị cũng có thể theo dõi cái kênh Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam. Ở đây thì chúng tôi có những cái chương trình đọc vị các doanh nghiệp, ít nhất là 4-5 chục doanh nghiệp. Thì khi nghiên cứu ở kênh này thì quý vị cũng có được cho mình những cái kiến thức hiểu biết về rất rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, rồi những cái sai lầm chết người chẳng hạn, hay những cái cổ phiếu cần tránh, hay là phương pháp đọc vị tìm ra những cái siêu cổ phiếu có thể tăng hàng trăm lần hoặc cao hơn trong 10 năm hay hơn 10 năm, 20 năm. Đúng không ạ? Rồi đặc biệt là còn có rất nhiều các cái chương trình giải đáp, phân tích, đánh giá, cung cấp những cái kiến thức rất thú vị ở trên đó. Thì quý vị có thể khai thác cái kênh Chứng khoán TV rất tốt như vậy. Thì trên đây là những cái nội dung tôi muốn trao đổi đến quý vị nhà đầu tư về cái lộ trình để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp cho F0 mà bản thân chính chúng tôi đã trải qua trong vòng 15 năm qua. Thì chúc quý vị có những cái kiến thức hữu ích để vẽ cho mình một cái con đường thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những nội dung tiếp theo.